Rồi, bữa nay mình soạn ra một ít máy nè của anh em lên đời. Tất cả những máy này đều là fit hình thức. Fit hình thức hết fit 400, fit viền 400, fit viền 500. Mấy anh em xài bị trầy á, thà bị bạc màu cái viền anh em không bị xin ốp. Thì em sẽ fit hình thức. Nhưng cây nó bị cứng luôn. Anh em xài bị cứng luôn. Thì thôi ok, em fit luôn. Đây nè. Đó, nó sẽ cứng chút xíu sườn cái gì nè. Anh em thấy không? Nó nhẹ lắm, gần như không muốn kể, tại nhìn zoom vô nhìn nó chà bá thôi chứ nhìn xa xa nhỏ xíu à. Ok, fit 500.000. Thì cái cây này anh em xài 1 năm rồi thì em biết, có thể anh em giữ kỹ được, có những anh em không giữ kỹ được sẽ fit nhẹ một ít hình thức. Rồi ok, để cho anh em lên đời. Ví dụ như cây này nè, khách xài 13 đồng mắt nè, khách lên 14 đồng mắt thì khách bù 6.500.000. Còn phí reset bảo hành 500.000. Xài cũ rồi nha, pin 100%, xài xuống 87%, đổi lên cây 14 đồng mắt, new seal, hàng VN. Hàng VN chứ hàng Mỹ, hàng Mỹ thì bù có 4 triệu mấy thôi, 4 triệu mấy thôi. Hàng VN thì bù cao hơn tí. Rồi, cái này thì em fit thêm hình thức cho khách 500.000. Thì em thu lại bằng giá bán lẻ rồi. Thì em sẽ để cho anh em mua sau á là rẻ hơn giá website đang bán là 500.000, thì em sẽ được không đồng đúng không? Mà sau này khi anh em lên đời á thì anh em lưu ý giúp em là anh em trả lại em cái tiền hình thức 500.000 này là hòe. Anh em hình dung không? Ví dụ sau này em bán 20 triệu thì em không có thu 20 triệu được, anh em chỉ thu được của anh em 19.5 thôi ha. Em nói vậy cho anh em dễ hiểu nha. 13 đồng mắt nè, toàn những máy fit hình thức không. Còn giữ anh em nào mua cái máy này á thì em sẽ giảm thêm khách cũ bên cứng 100.000, không lấy phụ kiện tăng kèm 100.000, có nghĩa là em chịu lỗ hơn 200.000. Rồi nói vậy cho anh em dễ hiểu. Còn những cái máy là toàn tất cả chính sách là đều thu bằng giá bán lẻ hết, 1 năm rồi nó một hết. Ví dụ cái ít mắt này anh em đổi lên 11, ít mắt đổi lên 11, ví dụ hai mấy rồi đi thì anh em chỉ bù có mấy triệu à, bù có tầm hình như là bù đâu, bù có 500.000 à, bù có 500.000 à, hai đó gần như ngang nhau. Rồi hôm nay được có 6 cây nha anh em lên đời, có phiên thức 6 cây thôi, phần lớn anh em giữ kỹ, anh em không nghe lời em gì hết, em kêu là chịu khó phá tí đi, nhưng mà anh em toàn giữ kỹ không à. Fit có hình thức nhẹ 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 có 6 cây rồi thế nha.